Hello, chào các bạn nhá. Hiện tại mình đang có mặt tại Ngày hội Nữ công nhân viên chức lao động năm 2023. Và hôm nay mình đến đây để tham dự một cuộc thi, đó là thi văn nghệ hát karaoke. Đó. Chút xíu là mình sẽ vào lấy số bôi danh và thi. Còn ở ngoài này là các cái gian hàng ẩm thực của các công đoàn cơ sở đến từ các đơn vị ở trong quận Bình Tân. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một số gian hàng ẩm thực ha. Rồi, các bạn theo chân mình nè. Đây là gian hàng số 4. Gian hàng số 1 nè. Từng gian hàng ha. Đây là gian hàng của trường tiểu học Lê Công Phép. Bún đầu mắm tui. Bún đây. Đây là bún. Bánh tráng hả? Đây là gian hàng thứ hai của Bình Trị Đông. Bánh tráng trộn. Vịt nấu cơm mòi, bánh mì, bánh tráng trộn, chè đậu trắng, nước cốt dừa. Rồi chút xíu mình sẽ ra mua một số mặt hàng để thưởng thức. Còn bây giờ mình không ăn, tại vì bây giờ ăn là chút xíu mình hát không được. Đây là gian hàng thứ ba của trường trung học cơ sở An Lạc. Đập tan cơn khát, tươi mát ngày mới. Rồi gian hàng này bán nước uống. Còn đây là trường mầm non Hoa Phượng Nở, xung quanh hoa nhiều. Trà tắc, chân gà. Trường không biết trường mình nằm ở đâu đây. Đây, Hoa Phượng. Gian hàng thứ 5, bán bồi thường giải phóng mặt bằng quần, đang nấu chè đậu xanh Nha Đam, đang nấu. Đây là công đoàn cơ sở trường tiểu học Kim Đồng. Ẩm thực là bún thịt nướng, trà đào, hai món à. Gian hàng công ty môi trường xanh đang nấu, đang làm. Bây giờ mình sẽ qua bên kia. Đây. Đi đập bít đâu? Chưa. Em vô ký tên lấy sổ trong cái phòng luôn. Đi trong rồi. Đi xong rồi hả? Xong rồi, giờ đi. Giờ đi quay vòng chơi. Công đoàn cơ sở Thanh Tra quận. Gian hàng Thanh Tra bán hai món: bò kho, bánh mì, trà sữa, sữa đậu nành 35.000, rất là rẻ luôn. Đây là công đoàn cơ sở trường 19 tháng 5 à. Cái này 25.000 sâu già ngon lắm. Chút nữa thi hát xong em mới ra thưởng thức. Chơi mày chưa có lấy phiếu. Chút xíu lấy phiếu. Không có tiền. Chút nữa em ra em mua em lấy phiếu. Em ra hết rồi. Hết đâu.
giờ chợ này ngon lắm, rất là ngon, không có ai. Giờ không, em không có tiền ở đây. Em không có tiền, có tiền chút xíu em ra em mua. Xôi gà, trà dâu. Chứ chẳng lẽ cái này bán lẻ như vậy? Trời ơi, em nhìn rất là lẻ. Chút nữa em vô lấy phiếu, tại vì em không mang tiền, để tiền vừa giữ rồi. Trường tiểu học Bùi Hữu Nghĩa. Ủa ngon nè. Anh Quang hả ông ta? Anh Quang hả? Dạ nó đó. À chào anh. Món này món gì vậy anh Quang? Mì cuộn. À hả? Ngon quá, ngon quá. Chúng chỉ phải ra thưởng thức thôi. Qua gian hàng Hương Sen. Từ Hương Sen là bán chè chắc rồi. Chè phải không? Chè, Hương Sen hạt lựu. Vậy. Ngon quá ta. Chút xíu phải ra thưởng thức rồi. Rồi. Còn đây là trường Bình Trị Đông. Bình Trị Đông Á chứ. Bình Trị Đông Á là sữa tươi. Một món à cô? Quá là trang trí rất là đẹp luôn. Rồi, cực đẹp luôn các bạn ha. Rồi, bây giờ mình qua gian hàng Bà Ba Quán. Trường Bình Trị Đông, Bình Trị Tiểu học Bình Trị 2. Bà Ba Quán. Chào Bà Ba. Rồi. Gặp lại con. Dạ chưa, em chút xíu em vào thi xong em ra em mới ăn. Chưa, tiền em không có mang tiền mặt đây, với lại chưa có lấy phiếu. Chuyển khoản luôn hả? Có vụ đó nè hả? Không, chút xíu em thi hát xong em ra. Ngon, cái này được rồi. Nhiêu tiền? 10.000 hả? 10.000 không đủ. Tại vì chút xíu em lấy xe. 10.000 xe à? Thôi, bị bắt cóc một ly nước nha. Bây giờ uống thưởng thức mới được. Vậy hả? Chút xíu mà em hát không được ha. Chút xíu mà em hát không được. Đâu, ly đâu? Đó hả? Đây hả? Đâm vô cho em luôn. Rồi, em thank you nha. Rồi, chúc gian hàng của mình bán nhanh hết nè. Rồi, bây giờ qua trường Lê Tấn B. Lê Tấn B là có món nha đam đường phèn. Cơm chiên, bún chứ. Đây. Qua gian hàng 15 là trường tiểu học Lê Quý Đôn. Nước sâm, bún rượu chay à? Bún rượu chay. Trường mầm non Cầm Tú. Ôi đẹp chứ các bạn này, giờ bố trí rất là đẹp luôn. Bún bò, chè long, chè long nhãn, bánh canh chả cá này các bạn nè, ở quầy 17, ngon luôn. Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa, bò kho. Mầm non trà sữa phải không cô? Dạ, trà sữa. Dạ. Uầy, cái này đẹp đây. Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa B trang trí rất là đẹp luôn.
hương quê gọi cuốn rau má sữa đậu xanh. Chào mừng 113 ngày quốc tế phụ nữ. Đây là những cô gái vàng của Việt Nam. Đặc trưng cho ba miền này. Miền Bắc, miền Trung, không phải. Ba cô gái đặc trưng cố đô Huế. Miền Nam, miền Bắc. Phường Bình Chí.